lấy đi máu. Sejan này tốc độ là rất nhanh, hơn nửa máu rồi. Bơm đang tới, Bơm muốn cầu may, Bơm cứ hành quyết hơi sớm, Bơm mắc vào một gậy. Vadim mất đi nhiều máu quá, Vadim chưa có rằng Vadim mất đi khỏi giao tranh rồi. Điều khó lường đang xảy ra ở trong những giây phút đầu tiên. Một lối đánh nhanh, áp lực mạnh và một người đi rừng tham ăn thịt. Một bóng lao vào đến đây thì chưa bao giờ bị câu được giải của chúng ta rồi. Mất đi cả một sự nhiều bé trong bật ra từ vực không kịp bỏ chạy thành công. Một con xe ra vào chúa mà chỉ đổi lại một vài những con lính. Ôi, thì nó là quá như thế là phát triển tầm kỳ phải bật lên ngay thì chúng ta bốc hơi rồi. Nhưng chúng ta bị bắn quá đau. Chúng ta nằm lại bọc đầu từ phía sau đến từ Quang Hải rồi. Nó khiến cho Bơm mất dao mạnh. Bơm đổi qua liềm, Bơm chạy được hay không đây? Bơm vẫn chạy được nhưng bên phía FPT flash mất đi Yutan. Ở phần còn lại thì Maris hạ thủ FPT bờ thành công. Be lấy đi mặt của BDLB rồi, vẫn đang là giao tranh nổ ra. Be quay ngược trở lại đổi qua liềm nhưng có lẽ Be cũng không sống được quá lâu. Si sắt đao được Be thành công. Chiến thắng cuối cùng gọi tên One Star. Còn cả chiêu cuối để qua bên kia bờ tường nữa nhưng đây là phản ứng sinh của Bơm. Bơm không gây được ra quá nhiều khó chịu và đây là bắn vào BDLB. Hai nhịp đá tốc biến từ BDLB mà không có cơ hội cho Bơm trong tình huống này. Họ đang muốn đánh tựa trụ ra và chúng ta làm hết nước hết cái rồi. Nhưng Maris nói không, cú lao ra với nhịp tiếp theo của Yutan. Anh ta đang khá khỏe, cú băng vào thì vùng dịch quỷ của BDLB còn là ác liệt hơn rất nhiều và cộng thêm cả báo từ trường của BDLB. Từ đó là Maris cho họ nhấn chim luôn team flash trong biển lửa rồi. Sát công này không có quá nhiều tác dụng và đó là quét đi ba người không, quá nhanh. Không phải là end game đấy, bảo vệ không phải là end game luôn đấy. Khi mà Maris quay trở lại thì chắc chắn là FPT flash nói rằng là không ổn rồi. Và đây sẽ là pha băng vào, bé chọc outplay. Bé chọc lùi ra tìm thấy con lính, bé chọc cố gắng giải quyết được con lính. Đấy là tất cả những gì mà bé chọc làm được. 5 đánh 3 đỡ đuổi không đây, đu hình chữ S luôn và lao ra với đạn địa chấn trong tay của chúng ta. Nhưng ta mất đi nhiều máu quá, cố gắng lùi về nhưng sắp vật của bé không có cái nhận dụng ở tuyến sau là Sierra quá yếu. Một mình Quang Hải xử lý Sierra thành công rồi. Không chuyển tiếp cho anh ta bá đạo cho C và đó sẽ là 2-0 dành cho One Star Esports rồi. Quay không, không có sức mạnh cứu thế đâu. Và Bơm mất rồi, hết tất cả chiêu thức rồi. Bơm sẽ bị kẹt lại. Chiến công đầu tiên ăn thuộc về One Star. Làm gì được không? Đến từ bên phía FPT Flash, One Star lùa hết các thành viên của bên phía đối phương ra khỏi cung lan Sierra rồi. Be bị kẹt lại, Be mất sức mạnh cứu thế, mất đi cả vùng dịch quỷ. Be bị sốc tan, Be bị kẹt lại, có thể là kéo theo cả Sierra nằm lại quân. Mất đi chỉ tầm lực. Luyện cung đã tới, không hất tung được ai lên, không hất tung được hai người và đó là Yutan. Yutan nằm lại cung kiếm đến từ Malak rồi. Lấy đi máu Sierra này tốc độ là rất nhanh, hơn nửa máu rồi. Bơm đang tới, Bơm muốn cầu may, Bơm cứ hành quyết hơi sớm. Bơm mắc vào một gậy, Maris mất đi nhiều máu quá, Maris chưa có rằng cáo, Maris mất đi khỏi giao tranh rồi. Nhưng cuối cùng thì Elsu trong tay của Sierra phải nằm lại quẹt thủy kiếm là quá đau, không thể lên cung nữa. Bơm cướp đi con Sierra bảo chúa này, lại hơi chậm trong quá trình ăn cho mình con Sierra. Đó là Be và Bơm. Lúc đó Bơm đã bị lại khỏi giao tranh như thế, pha giao tranh hỗn loạn xảy ra và có vẻ như là bên phía của đội tuyển One Star đang có lợi thế, họ hạ gục nhanh Sierra. Lại nằm rồi Sierra. Đang bị quỷ kiếm quẹt Bơm vào khiến cho họ phải lui về. Đang là lao vào từ đó là chiêu cuối thành quả của Quang Hải. Be bị quật liên tục không chưa phát nào, mất đi giáp của mình rồi. Anh ta quay ngược trở lại nhưng Maris đã tới. Maris chuyển qua dạng người để cố gắng gây nội tại bằng những kim hồ quang của mình. Nhưng trong khi đó thì chúng ta nằm lại. Mất quá nhiều người, quỷ kiếm cứ 3.000 rồi 4.000 máu. 3-0, một trận thắng 3 sao dành cho One Star Esports.